Đây các bạn nha, chuẩn bị đồ nghề sang bên này. Pha đầu tiên, phát xa đầu tiện đã được các em luôn, nhìn ngọt bằng chuối. Thì ấy phạt em mấy con tôm vịt, mới mua mấy con ấy, con gì lắm chiều to thế. Bên này bên đấy rồi, ôi chiều to thế các bạn. Phải không? Ừ đấy, nhưng mà anh dí thế là mất ngay. Dí nó mà dí một tí nữa. Đó, dí thế. Đấy. Xò xò thấy nó đéo đủ. Kiểu à? Ừ. Dí nó mà dí một lúc, nó hồi ngay. Thôi, bắt rồi, nó đi ngay này. Nó không lên đâu, nó đã lên. À đấy, lên. Rồi. Lên như này. Kiểu ngon quá các bạn. Nó giòn tan này. Phi phi phi. Còn to, còn to. Phi đã... Phi này về cho vịt đấy các bạn nhé. Phi này còn ép con. Ừ. Con kia chạy hết rồi, đi ra đầu bờ kia quay lại kìa. Đi thẳng chạy thẳng á. Ra đầu bờ quay lại. Kia là nó đang chạy ra thôi. Chạy ra kìa, chạy đéo theo kịp nữa. Đấy, kìa có đàn phi, con đàn phi nó hướng ở trong. Chạy ra hết ở trên này. Đéo nhiều quá. Chạy không? Chạy mất rồi. Kia kia còn cơm kia lên trên. Quăng. Đây các bạn nhé. Lại con nữa. Mắt trong rồi. Vào kìa. Vào chả bá. Không thoát được. Wow. Mắc. Mấy lại. Mắc đéo làm gì được. Kéo lùi, kéo lùi, kéo lùi ra. Cứ kéo nhẹ nhẹ ra. Đấy, hạ cho nó chìm dần kéo. Đấy. Kéo ra được. Ra 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 ra. Đấy, ra rồi. Ra. Rồi. Bạn con bé hơn nữa. Dâu đồng khủng bố. Bé hơn chỗ này hơn.
quá trời rô đồng, rô phi. Ôi lại con cóc đá phát vào tay rồi, nó lại tối lại lên mụn nó. Đấy. Phi. Chạy liệng thôi kia nó mất đầu rồi. Phi phi phi. Lại em phi nữa. Cái cá tự nhiên đấy chỉ được cá này thôi các bạn. Không thả không đúng. Tâm của ấy. Phi đấy. Rồi, quá ngon, ngọt bằng chuối. Đây nha. Đi đi đi. Quả nó mất rồi. Phi. Phi. Đi thẳng mương trên. Đấy, mùa hồi dịp. Đấy, mùa hồi dịp, nắng các bạn. Vừa mưa xong nó nắng lắm mà. Mấy cái giỏ nó vào xua xua ít đấy. Cứ đã đựng nó trong đấy. Đàn chép dầu. Ai giả còn phì bỏ quá. Quá trời chấp dầu. Chiếc. Có khi đó. Tôm, con răng này nó đẻ đấy. Con nào có to à? Con nó vớt cả béo nên nó đánh thì cái dâu nó to. Con gì cải tăm đây kinh. Con gì cải tăm. Đấy, một đàn. Một đàn. Vớt hết, ra hết rồi. Ok thôi, ra đi ông chút lắng. Ok các bạn nhá, bánh vọt tép.